Tám thứ vô cùng quen thuộc mà nhà nào cũng có khiến cho ma quỷ sợ hãi tránh xa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, sự xuất hiện của ma quỷ luôn là nỗi sợ hãi của mọi người, mà đa phần là sợ cái gì thì đương nhiên chúng ta không bao giờ muốn chúng bén mảng xuất hiện. Từ xa xưa, để phòng trừ ma quỷ đến quấy rối thì ông cha ta đã phát hiện ra những phương thức trừ tà, nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại mang đến hiệu quả vô cùng lớn lao. Vậy đó là những cách trừ tà, xua đuổi ma quỷ như thế nào? Hãy cùng theo dõi hết video ngày hôm nay. Và đừng quên bình chọn cho mình một cách thức mà bạn cảm thấy ấn tượng nhất. Không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là ánh sáng mặt trời. Chúng ta cùng đến với một thứ vô cùng quen thuộc đối với loài người và được biểu trưng cho sự sống của nhân loại. Theo cách nghĩ của dân gian thì thế giới luôn tồn tại hai cõi âm dương. Con người sẽ sống ở dương gian, còn ma quỷ thuộc về âm gian. Theo đó, hai cõi này không thể thuộc về cùng một nơi, không thể qua lại. Người chết đi thì sẽ trở thành ma quỷ, chỉ tồn tại ở nơi bóng tối, tuyệt nhiên không thể xuất hiện nơi có ánh sáng mặt trời. Thế nên khi gặp mặt trời ló dạng, ma quỷ sẽ vội vàng bỏ trốn. Chúng sẽ chỉ có thể tác oai, tác quái trong màn đêm. Nếu các bạn đã từng xem qua các bộ phim nổi tiếng về cương thi hay ma cà rồng, thì có thể biết rằng bọn chúng sẽ không thể sống ngoài ánh sáng mặt trời, chỉ cần có mặt trời chiếu sáng là chạy hú hồn, bạt vía. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với một loại cây rất quen thuộc với người dân Việt Nam trong những dịp lễ Tết, cây nêu. Các cụ ngày xưa đã để lại cho con cháu chúng ta một vật trừ tà không những hữu hiệu mà còn rất đẹp vào những ngày Tết đến xuân về. Những ngày cuối năm theo phong tục xa xưa, mọi nhà đều dựng ở trước cửa một cây tre lớn, phía trước buộc một cái giỏ bằng tre, bên trong đựng trầu cau và vôi. Bên giỏ có treo giấy vàng, bạc, bên dưới gốc rắc bột vôi trắng tạo thành vòng tròn hoặc hình cánh cung mũi tên hướng ra phía cổng để xua đuổi tà ma. Hơn nữa, mọi người cũng trang trí thêm lá dứa vì chúng được tin rằng ma quỷ rất sợ gai. Họ gọi đó là cây nêu và có tục lên nêu vào đầu năm để xua đuổi ma quỷ. Ngoài ra, khi để trong nhà các vật dụng bằng gỗ đào, cung tên, đao hay gậy hoặc gương bắt quái tinh cầu bằng gỗ đào cũng sẽ giúp cho gia chủ tránh ma quỷ vào nhà. Ngay sau đây sẽ là một vật dụng mà khiến cho hàng triệu con ma phải né tránh. Lửa. Lửa có ý nghĩa gần tương tự với ánh sáng mặt trời nên chúng cũng là một trong những phương thức để phòng tránh ma quỷ có tác dụng không tưởng. Người xưa tin rằng khi đi ra đường vào buổi tối và có cảm giác gặp phải ma quỷ, chỉ cần đốt một cây đuốc là sẽ dọa được chúng sợ hãi bỏ chạy. Trường hợp không có mồi lửa, người ta dùng tay vò đầu tóc, đồng sáng phát ra từ tóc cũng được cho là có khả năng xua đuổi tà ma. Ngoài ra, các bạn có thể để ý ở các vùng dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc thì họ luôn dùng lửa để sưởi ấm trong nhà, kể cả mùa đông hay mùa hè thì họ cũng không để cho lửa tắt. Vì họ tin rằng nếu lửa tắt là nhà cửa thiếu hơi ấm bảo vệ nên ma quỷ sẽ từ đó tiến đến phá hoại mọi thứ. Đây cũng là một phương án vô cùng hữu hiệu. Thứ tư, chúng ta sẽ cùng đến với một màu sắc mà khiến cho không ít các con ma phải ngậm ngùi bỏ đi vì uy lực của nó là màu đỏ. Đôi khi, việc chọn màu sắc trong các đồ vật trong nhà cũng là một phương án khiến cho những con quỷ chẳng dám bén mảng và động vào. Được biết, dân gian tin rằng ma quỷ rất sợ màu đỏ, tuyệt đối không dám chạm vào các vật có màu sắc này, thế nên dân gian thường dùng vải đỏ, giấy đỏ hoặc máu động vật để xua đuổi tà ma. Nhiều thầy phong thủy cũng khuyến khích khi mà nhà có năng lượng vô hình hoặc xung đường hành lang hay văn phòng có lỗi phong thủy thì nên bày đặt vật màu đỏ để giảm bớt sát khí. Cửa phòng làm việc bày vật trang trí màu đỏ không những tăng cường vận khí mà còn hóa giải thị phi, ngăn chặn tiểu nhân, rất có ích. Đến đây thì khi mà có một đồ vật màu sắc đơn giản như vậy lại có thể làm được điều đó, quả là điều vô cùng bất ngờ. 5. Một thứ mà mọi người ít biết. Đồ đồng. Bao giờ mọi người tự hỏi rằng không biết thường treo một cái gương ở trước cửa nhà để làm gì? Muốn biết điều gì thì hãy theo dõi ngay sau đây. Quý vị thân mến, trong phong tục cưới hỏi của người dân Hàn xưa, khi bước lên kiệu đưa dâu, tân nương sẽ được đeo một chiếc gương đồng cổ trước ngực gọi là kính chiều yêu.
Theo phong thủy xưa, chiếc gương này sẽ giúp bảo vệ cô dâu tránh khỏi sự quấy nhiễu của ma quỷ. Và người dân Việt Nam cũng áp dụng cách này bằng việc treo những chiếc gương đồng ở ngay trước cửa nhà, cũng là để phục vụ mục đích đó. Thường thì để gương phát huy công năng tốt nhất thì trước khi dùng, các thầy đều phải khai quang, chỉ chú xem ngày sử dụng. Thứ 6. Sẽ có một số loài động vật khiến cho ma quỷ phải sợ kinh hồn, bạt vía. Nếu quý vị đã xem video 7 loài vật có khả năng nhìn thấy ma mà chúng tôi đã từng phát sóng thì sẽ biết một số loài vật được đề cập như là chó mực, mèo hay cá coi là những loài vật có khả năng nhìn thấy ma và lại vừa giúp gia chủ xua đuổi tà ma, ám khí. Chính vì vậy, việc nuôi những loài động vật như vậy góp phần bảo vệ an toàn. Đặc biệt trong dân gian, người ta cho rằng ma quỷ rất sợ gà, kỵ tiếng gà gáy, thế nên chỉ cần gà gáy lại đủ khiến cho ma quỷ hoảng loạn, hú vía. Điều này có thể giải thích rằng gà là loài động vật báo thức của con người, gà gáy có nghĩa là trời sắp sáng nên sẽ khiến cho ma quỷ giật mình. Mỗi một tiếng gà gáy như hét vào tai lũ quỷ rằng không cuốn xéo nhanh khỏi đây, chỉ cần người sẽ cháy thành tro ngay khi mặt trời lên. Thứ 7. Một thứ mà hầu như nhà nào cũng luôn có, đó chính là tỏi. Ông cha ta cho rằng mùi nồng hăng của tỏi có thể làm cho âm khí của ma quỷ bị giảm xuống, khiến cho chúng tránh xa ta. Và nhất là các em bé cũng thường được bố mẹ đem theo cho nhánh tỏi để tránh ma quỷ quấy nhiễu. Rất đơn giản, khi mà chỉ cần một vài củ tỏi đặt trong phòng ngủ, phòng bếp hay phòng khách hoặc đặt tép tỏi dưới gối là có thể bảo vệ cho gia đình khỏi tà ma. Nên là nhiều người còn trồng một cây tỏi trong nhà vừa để trang trí vừa để phát huy tác dụng trừ tà. Trong dân gian truyền lại rằng trong nhà hoặc trước cửa nhà nên treo 81 tép tỏi, điều này đồng nghĩa là đang có 81 vị thần giúp giữ nhà cửa. Khi đó thì những yêu ma, tà thuật, bùa phép không tài nào xâm nhập được vào nhà, nhớ là thay đổi thường xuyên khi chúng bị khô. Tuy nhiên vào ngày giỗ hay lễ Tết thì đối với các món ăn được sắp lên bàn thờ cũng phải kiêng kỵ không cho tỏi vào. Nếu nấu tỏi thì các cụ tổ tiên sẽ không thể về hưởng thụ đồ cúng. Ngoài ra thì dân gian cũng lưu truyền thêm một số loài thực vật đặc biệt như cây dâu tằm, nên là trẻ em thường được đeo vòng dâu để tránh ma quỷ. Rồi thì sử dụng cả muối, cây ngải, hoa tươi hay trầm hương. Rất nhiều cách nên quý gia chủ có thể lựa chọn. Cuối cùng sẽ là một loại lương thực mà rất nhiều người châu Á sử dụng vào mỗi dịp cúng giao thừa. Thứ 8. Gạo. Vào dịp lễ Tết, mọi người thường có thói quen giải gạo trước hiên nhà, vậy tác dụng của việc làm đó là gì? Gạo là một thứ xua đuổi tà ma rất hiệu nghiệm. Ngày xưa nhiều vùng có phong tục khi sản phụ về nhà mẹ đẻ phải giải một nắm gạo trên đường để tránh ma quỷ làm hại. Hoặc khi tân nương xuống kiệu thì người nhà phải giơ cái sàng gạo bắt quái đội lên đầu mới có thể đi vào trong phòng lớn. Khi trẻ em té ngã thì sẽ giải gạo nơi té xuống để xua đuổi tà ma làm hại trẻ nhỏ. Gạo không chỉ phổ biến ở Việt Nam và các nước có phong tục giống như chúng ta, như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Trung Quốc cũng đều dùng gạo để xua đuổi tà ma, tránh làm hại người. Người ta tin rằng chỉ với một nắm gạo giải dưới sân thì chẳng khác gì những đinh chống xiêm, xiên thẳng vào da thịt của bọn chúng. Nên đây cũng là một cách rất đặc biệt để xua đuổi những con ma đáng ghét. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về 8 cách vô cùng độc đáo khiến ma quỷ phải tránh xa. Mọi người ấn tượng về cách thức nào nhất, hãy comment bên dưới để cùng chia sẻ với tất cả chúng ta. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.